Thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Trà Vinh. Kết quả xét nghiệm PCR hôm nay, ngày 10 tháng 1 năm 2022, Trà Vinh ký nhận thêm 251 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, quyền Châu Thành 57 ca, quyền Cầu Kè 36 ca, thành phố Trà Vinh 34 ca, quyền Trà Cú 32 ca, quyền Tiếp Cần 29 ca, quyền Càng Long 24 ca, quyền Duyên Hải 17 ca, thị xã Dương Hải 12 ca, quyền Cầu Ngang 9 ca, người ngoài tỉnh 1 ca. Trong số này có 233 ca được phát hiện trong cộng đồng, 9 ca phát hiện trong cơ sở y tế, 8 ca phát hiện trong khu cách ly tập trung. Tính đến chiều nay, Trà Vinh đã có 32 102 bệnh nhân COVID-19, có 21.984 bệnh nhân được điều trị khỏi. Trong ngày, ghi nhận thêm 7 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số có 180 trường hợp tử vong. Kết quả triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh tính đến ngày 10 tháng 1 năm 2022, tỉnh Trà Chinh đã được Bộ Y tế phân bổ tổng cộng 1.722.766 liều vaccine phòng COVID-19. Dân số 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi 1, 693.486 liều, đạt 99,3%, mũi 2, 669.544 liều, đạt 95,9%, mũi 3, 123.994 liều, đạt 17,8%. Trẻ từ 12 đến 17 tuổi đã tiêm mũi 1, 83.641 liều, đạt 103,2%. Mũi 2, 79.219 liều, đạt 97,8%. Trẻ 12 tuổi, học sinh lớp 6, lớp 7 đã tiêm mũi 1, 13.901 liều, đạt 91,5%. Như vậy, tính đến nay, toàn tỉnh đã triển khai tiêm được 1.562.722 liều vaccine phần COVID-19 cho người dân, đạt tỷ lệ 90,7%.